Nói chung là mình thấy nó thoải mái hơn, đi tới đi lui nó đỡ phiền hơn. Trong cho kháo chốt là mình dễ mà ăn buôn bán và dân chúng cũng dễ nữa. Đi tới đi lui đầu ta cũng mừng. Nhưng đi chùa chợ chợ búa đầu vậy á, người ta cũng mừng, nó khẳng là vậy. Em thì sống ở đây hòa đồng vui vẻ, mà mấy anh đi thì hả chia tay thì nó tóm lại là mình cũng có chút xíu thôi bị buồn buồn, mà hả cũng là niềm vui rất lớn cho bà con. Thấy mưa gió tầm tã mà cũng đứng luôn chứ đâu có hay đâu. Bất cứ giá nào cũng phải ở trực tại chỗ mà 24/24 á. Đào 100. Rồi. Để.